Thật ra, ta chỉ muốn thông qua sách của Phong Lưu công tử để tìm kiếm dấu tích của người bạn năm xưa thôi. Vậy thì, hãy cho ta biết làm cách nào mà ngươi tìm được cuốn quỷ hút máu. Đương nhiên là được rồi. Nói thật thì, tôi rất có hứng thú với câu chuyện về quỷ hút máu. Vừa hay một vị bạn hữu thân thiết của tôi năm ngoái khi sắp xếp lại thư quán đã thấy cuốn sách này, nên tôi liền mua lại. Hãy nói cho người của ta biết vị trí của thư quán đó rồi hãy đi. Để ngài tìm bản ghi chép của thế tử Chung Hy Ơn đúng không? Cái đó tôi vừa mới nhờ thúc ấy luôn rồi. Nhưng mà vì thúc ấy phải tránh quan phủ tuần tra bí mật bán sách nên không thể mang sách cho người lạ được. Để tôi trực tiếp dẫn ngài tới đó được không? Chúng ta sẽ đi ngay khi trời sáng, nên ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi thấy sao? Bộ truyện thứ ba của ta thế nào? Đúng là không hổ danh Phong Lưu công tử của người rồi, và cũng thường thường bậc trung thôi. Bệ hạ, kẻ đó muốn mưu phản. Nhìn là biết đám người tự xưng Phong Lưu công tử lan truyền bích thư, cùng bè phái ủng hộ thế tử Sa Đông. Kẻ đã chết vì tội mưu phản là một hội. Xin người hãy mau ban lệnh truy bắt đi. Khanh lại muốn nhân cơ hội này đòi phế bỏ trưởng tử của thế tử Sa Đông à? Bệ hạ, thần xin tạ tội, nhưng nếu để cho trưởng tử của kẻ mưu phản kế thừa ngôi vua, chắc chắn sẽ mang lại một trận gió tanh mưa máu cho triều đình của chúng ta. Ngươi còn định chống đối cả ta luôn à? Nhưng mà... Im miệng! Một đám đại thần vô dụng chả được gì. Ta sai các ngươi đi xây cung điện mới đã được 5 năm rồi, đừng nói tới hoàn thành, mà mở miệng ra là nói không làm được. Vậy mà hở chút là nhắc tới chuyện phế bỏ thế tử. Các ngươi như vậy mà xứng làm bề tôi của vua hay sao? Thưa bệ hạ, xin thứ tội cho thần về việc xây dựng cung điện mới mà đã tiêu tốn một lượng lớn ngân sách trong quốc khố. Vậy thì tả tướng hãy trực tiếp ra mặt lấy tiền từ đám ô quan tham nhũng là được chứ gì. Nếu mà năm nay cung điện không xây xong thì các ngươi sẽ bay đâu? Quan đại tướng hãy nghe chỉ, kể từ hôm nay việc giảng dạy cho thế tử sẽ được tiến hành trong cung. Buổi tối trẫm cũng sẽ tham gia dạy dỗ, cho nên là các ngươi cũng phải chuẩn bị sao cho thật chu đáo. Thần quan đại tướng xin được tiếp chỉ thưa bệ hạ. Hành động thiếu suy nghĩ của thánh thượng đã vượt quá giới hạn rồi. Ông ta không biết rằng lời khuyên phải bắt lấy Phong Lưu công tử của ta thực chất ra chính là ý muốn của ngài. Thánh thượng là vua một nước, lại không hề quan tâm tới an nguy của bách tính, mà chỉ quan tâm đến việc xây dựng cung điện mới và cho cháu đích tôn lên ngôi kế vị mà thôi. 10 năm trước ông ta còn được dân chúng ca ngợi là bậc minh quân xây nên quốc gia thái bình, sao bây giờ lại thành như vậy? Là do đau buồn chuyện nhi tử sao? Ông ta chết cũng đáng thôi. Ông ta dám giấu ngài trộm bản ghi chép của thế tử Chung Hy Ơn. Tuy là đã tiêu hủy mật sách rồi, nhưng với một thế tử dám cất giấu bản ghi chép của thế tử Chung Hy Ơn, quả là không thể tha thứ được. Nếu tìm được kẻ đó, có thể cũng sẽ gặp được Kim Song Vân. Nếu Kim Song Vân đã xuất hiện trở lại ở nơi này thì có cần quả lại chân dung của hắn? Không cần đâu. Nếu chúng ta đã biết được hành tung của hắn, chúng ta chắc chắn sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Ngươi đã điều tra được gì ở Ha Sung? Ở phía thành Bông Giang, có người đã nhìn thấy con trai chủ tiệm giấy đã chết. Tôi đã cử người qua đó rồi, cũng chưa ai nhìn thấy được diện mạo của vị Phong Lưu công tử đó.
Đại nhân, đến thư quán ngoại thành phải mất ít nhất là 4 canh giờ mà vết thương của ngài. Ngoài trời lại đang nắng gắt nữa, ngài không đi được đâu. Hay để tôi đi, để tôi đi thay ngài nha ha. Tối hôm nay sẽ có người từ trên Chu đến làm cuốn sách Ban Gách Bôn. Ngươi ở lại đi, giúp Sohan chuẩn bị cho cuốn sách đó. Mùi hương của sách thiệt là tuyệt vời. Rốt cuộc có bao nhiêu sách quý bên trong mà đến cửa cũng khóa vậy? Ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa? Hay thiệt, đến bộ hát phục cũng hợp với ngài như vậy nữa. Thật sự ngài rất giống với nhân vật chính trong bộ truyện ngôn tình đó. Đại nhân, chờ tôi đi cùng với. Tôi cứ thắc mắc sao chúng ta không đi đường chính mà lại chọn con đường rừng này. Thì ra là do nó rất đẹp. Bởi vì ta sẽ đến đó nhanh hơn 1 canh giờ. Ban ngày mà không có ánh sáng mặt trời lọt qua, cảm giác có ma quỷ sẽ xuất hiện khiến cho người ta sợ hãi. Mùa hè mà mát mẻ như vậy thì tốt quá. Chuyện đó, thưa đại nhân, xin cảm ơn ngài. Lúc ở Hành Giang Cát và khi ở trên núi nữa, tôi đã khiến ngài khó xử rồi. Tuy không rõ gì xảy ra trong núi là mơ hay thực, nhưng cũng nhờ có ngài mà tôi đã không gặp phải họa lớn. Dù ngươi không khai ra thì ta cũng không cứu được ngươi. Đại nhân mà tôi từng biết với ngài bây giờ thật sự khác nhau. Tại hang Giang Cát cũng vậy, cả đêm qua cũng như vậy. Im đi. Dù cho có tức giận đến đâu á, ngươi cũng không nên động thủ đâu, cái tên khốn này. Trời đất ơi.